Ngày 12 tháng 4 diễn ra cuộc diễn tập ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương năm 2023. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Tình huống đặt ra là diễn biến bất thường của thời tiết. Tại thôn Nam Mạ 2, xã Bản Lầu, nước dâng cao vượt mức báo động 3. Lũ ống, lũ quét làm đổ sập và cuốn trôi 5 ngôi nhà ven suối cùng người và tài sản. Nhận được tin báo, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương nhanh chóng di chuyển đến địa bàn, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, hiệp đồng chặt chẽ mọi lực lượng tham gia ứng cứu, nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Cuộc diễn tập diễn ra thành công, đảm bảo an toàn cho các lực lượng Phát biểu kết thúc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh biểu dương tinh thần khẩn trương nghiêm túc của các lực lượng, yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương, các huyện, thị xã, thành phố cần rút kinh nghiệm từ diễn tập, vận dụng vào thực tế nếu xảy ra tình huống thiên tai. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần theo dõi diễn biến thời tiết, làm tốt công tác cảnh báo, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.